người quá nói nhiều mà tại vì anh Huyền Linh hỏi nên bạn nói cho rõ thôi đúng không ạ? Anh là anh chịu em rồi đó nha. Dạ em tên họ đầy đủ là Ngô Thanh Thủy. Hiện tại em là nhân viên văn phòng. Em sinh năm 1988, em tuổi Con Rồng. Em là người miền Tây ạ. Là bao nhiêu tuổi? 27. 27. Mời bạn nam. Em tên là Thanh Hải, em cũng là nhân viên văn phòng của một công ty chứng khoán. Bạn có nhiều mối tình trong khi làm việc không? Con thầy và bạn gái cơ quan không đụng anh ạ. Không đụng tới. Dạ vâng. Tại vì nói chung là em cảm giác là khi mà ở cùng cơ quan ấy, nói chung là tật xấu gì mọi thứ cũng nhiều ấy. Nên mà yêu cơ quan thì chắc khó bền. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung là em cũng lần lần về con đường duyên phận anh. Cũng đâu đó ba mối tình. Mối tình kia đầu thì cũng yêu đắm say rồi cũng chia tay. Mối tình kia yêu điên cuồng rồi kết cục cũng buồn. Anh ta nản quá yêu luôn. Kiểu như bị trai á, lâu quá nó đến giờ kiểu như tê tê sao giờ nó đứng luôn. Là tiêu chí của bạn tình yêu thế nào? Dạ, thứ nhất là không phải là người phụ nữ chân giới á. Thứ hai là yêu em. Thứ ba là có ngoại hình tí. Nói chung là biết lo lắng cho gia đình thôi. Rồi, đó rồi. Tiêu chí bên đây rõ ràng rồi đó. Chị nghĩ là không thể nào mà em không có người đeo đuổi, không có bạn trai được ha? Dạ, thật ra là cũng có chứ chị. Không có thì cũng hơi kỳ. Tại vì em có một mối tình rồi và em chia tay lúc còn sinh viên. Sau đó thì thật sự là cũng có người tán qua rồi em cũng tán lại rồi. Nhưng mà tán hoài thì cũng chưa có trúng được ai phù hợp với mình. Nên em nghĩ là chắc tình cảm cũng cho duyên số một phần. Bây giờ em có thể nói về mình một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm của em. Em nghĩ em là một người là người có thể lắng nghe người khác nói chuyện và cũng nếu cần thiết thì có thể cho người ta lời khuyên này kia nếu như họ cần. Nói chung là em cũng thấy em cũng hơi dễ thương. Hơi dễ thương, vậy là quá tốt rồi. Thế còn khuyết điểm của mình? Em hơi thẳng tính. Nên người thẳng tính mà nói quá nhiều thì nó rất là dễ giống người vô duyên. Nên em thường ít nói và chỉ nói trong cái hoàn cảnh nào cần thiết thôi. Bên kia người ta đã cho biết được là cái sở trường cũng như là cái khuyết điểm, ưu điểm, khuyết điểm. Còn bạn? Em thấy bên đó với em có một điểm chung là cái khuyết điểm rất là giống nhau. Em là người khá là thẳng tính. Đâm ra đôi khi để mà tiếp xúc mà những lần đầu tiên, ngay đầu tiên ấy, thì thường thường em ít có thể kết bạn lắm. Nhưng mà những người nào chơi thân với em ấy, thì thực sự là rất là bền. Tại vì hầu như là không bao giờ em giấu giếm gì cả, có gì em trao đổi thẳng. Ưu điểm của bạn là gì? Dạ, thì nói chung rằng là em là người khá hoạt náo mà. Em có thể nói chuyện đôi khi lại nói thao thao bất tuyệt được luôn. Em có cảm giác em đọc vị trong quá trình giao tiếp với cả nam hay nữ hay trong môi trường với khách hàng cũng vậy. Em chưa cần giao tiếp thì em đọc vị được rằng là họ có muốn cộng tác với mình hay không, hoặc là họ có thực sự là tốt với mình, hoặc là có trước mặt thì nói vậy mà sau lưng người khác á, thì em vậy thường em cảm thấy đi. Dạ em thấy anh xấu hay tốt với em? Dạ cá nhân em thì anh thấy là anh Nguyễn Linh là đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong chương trình rồi anh, quá tuyệt vời rồi. Đó là nhiệm vụ trong chương trình thôi. Dạ còn đặc biệt thì trong cái môi trường em đang tiếp xúc là giữa người chơi hoặc anh là người MC thì làm sao đọc vị được ạ? Ví dụ như anh vô môi trường công việc với em đi ha, thì em ngồi đưa hợp đồng cho anh, em trao đổi với anh quá trình chia sẻ, anh hỏi em về cái doanh nghiệp hoặc là công việc đó, anh cần như vậy thì em tư vấn hoặc là em giới thiệu. Nhưng mà quá trình lắng nghe hoặc cái cách Linh đang ngồi nói chuyện á, tiếp xúc với cái câu chuyện em nói á, thì khi đó em mới đánh giá được. Rèn bên kia hết giờ nói quá nó tới sáng luôn mà thấy có thể nó tới sáng luôn mà thấy anh bên nói nhiều không? Theo em đánh giá nãy giờ thì anh bên đấy không phải là người quá nói nhiều mà tại vì anh Huyền Linh hỏi nên bạn nói cho rõ thôi đúng không ạ? Ơi anh là anh chịu em rồi đó nha. Bây giờ phe nào? Dạ em thẳng tính nên có sao em nói vậy thôi ạ. Chứ em thì theo khoe chị Cát Tường rồi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ chưa gì hết mà binh nhau có cần ngay ngồi đây nữa không hay là mở màn lên gặp nhau nói chuyện luôn? Ý em là nói anh hỏi nhiều đúng không? Thấy hỏi có một câu mà nói quá trời nói luôn à. Dạ tại vì vấn đề nó khó quá gì. Dạ. Cát Tường ơi. Anh dạ. Huyền Linh nói mình phải chia sẻ cho nó sâu sắc tí. Còn anh Huyền Linh lại nói em qua loa nữa. Để cho tôi nói không trời. Tướng bạn rất là ngon lành, rất là chuẩn. À, bây giờ hỏi nè. Dạ anh ngồi im cho em phỏng vấn bạn gái em chút xíu anh nha. Dạ em xin phép anh nha. Chuẩn của em là một người đàn ông như thế nào? Dạ trước hết thì người đó cũng thích em trước. Cái thứ hai nữa thì em nghĩ em hợp với người mà thẳng tính. Có nghĩa là không nên nói quá nhiều. Nói nhiều quá trời sao em binh? Dạ không. Không nhiều. Dạ không nói quá nhiều, nghĩa là nói lung tung á chị. Có thể hiểu là kiểu tăng động một chút xíu á thì chắc không hợp với em cho lắm. Thứ ba nữa là có một quan tâm về nghề nghiệp của mình. Chơi một môn thể thao nào đó thì càng tốt. Có chơi thể thao gì không bạn? Em á chị, cái mọi thứ em biết chút mà. Nhiều mồm xồm biết chết chôm chôm vậy. Nghe chị làm cho nó nếp lên đẹp hơn tí thôi chị. Bớt xấu đi tí. Chị yêu cầu nè. Dạ vâng ạ. Nếu mà bạn gái chịu hẹn hò đó. Dạ vâng. Về đi cắt cái đầu tóc em, sửa cái máy lại đi, cái kiểu đó để chị design cho cái kiểu khác, cái kiểu này không có phù hợp. Tay kỳ khôi. Đàn ông thì lên cho nó gọn gàng sáng sủa, cái mặt lù xù. Màn kéo lên, chúng ta có 2 phút. 2 phút bắt đầu.
Em chào anh. Tại cái bài tóc học sao? Dạ em thấy nó cũng dễ thương mà hơi kỳ. Hoa tặng chị. À không, em thì rung. Thôi, những gì còn em tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Ủa em hiện tại ở đây, em ở quận mấy? À, em ở Bình Thạnh, em ở bên Phan Xích Long á. Tại anh cũng quận Bình Thạnh nên hỏi nó gần. À vậy hả? Trước giờ thì cái mối tình gần nhất đây quen là bao lâu rồi? Dạ em không nhớ. Ok. Đừng nhắc những cái gì đã trôi qua với người đối diện. Dạ em đã tính hỏi là để coi lâu cảm giác bị trai lâu anh dễ dụ hơn tí. Anh chưa gì hết anh đã định dụ em rồi hả? À không dụ gì, anh dụ em việc khác. Em không dễ dụ đâu, thường em tự để bị dụ thôi chứ em không để người khác dụ. Ủa anh trong thời gian rảnh anh thường làm gì? Công việc, tính chất công việc của anh ấy hầu như là cũng ít thời gian rồi đó. Thì cuối tuần chỉ có thứ bảy chủ nhật anh rảnh thì anh ở nhà thôi. Chứ còn không? Ở trong ngày trong tuần thì đa phần là thời gian rảnh là anh đọc tin tức này nọ kiểu. Yêu nhau hẹn hò ở đâu? Dạ thì chắc là cũng là trong sáng đó chị. Trong sáng là ở đâu? Là hẹn hò chỗ nào sáng thôi. Nếu anh hẹn hò em mà hẹn trong sáng hoài là em phải suy nghĩ lại á. Anh thấy em sao? Anh thấy em ưa nhìn, cao ráo. Nói chung là hầu hết là theo cái mà anh mong muốn thì hầu hết em đều đạt được hết. Dạ. Cái nhìn của đầu tiên của em á, cảm giác với anh như thế nào? Dạ em thấy anh cũng khá dễ thương, nói chuyện cũng rất là dễ gần. Dạ. Cảm ơn nghe. Ờ thật ra em thấy mái tóc của anh cũng hay đó chứ. Chúng ta còn 30 giây nói chuyện với nhau nữa. Một câu nói cuối cùng. Nếu như hôm nay anh với em không nên duyên được ấy thì hy vọng rằng là anh với em có gì vẫn liên lạc nhé, vẫn là bạn. Dạ. Có muốn nói gì vậy anh, câu nói cuối cùng không em? Dạ em nghĩ là cũng đủ rồi. Rồi chúng ta có 3 tiếng đến. Nếu mình cảm thấy trái tim của mình nó thổn thức, nó có nhịp đập, nó có thay đổi, nó có nhanh lên một tí, suy nghĩ chúng ta đừng kỹ. Vì cái nút bấm đó, đừng vì nút bấm đó mà hãy cảm nhận bằng trái tim, cảm nhận bằng ánh mắt. 3 2 1. Đang cảm nhận thế nào? Dạ quá tuyệt vời ạ. Có thể nắm tay nhau không các? Dạ vâng ạ. Chúc mừng hai bạn. Em cảm ơn anh Hoàng Linh rồi. Em cảm ơn chị. Tôi nghĩ rằng hai bạn đủ bản lĩnh, đủ sự thông minh, sáng suốt để tìm hiểu nhau. Và tôi mong rằng một ngày nào đó tôi và Cát Tường sẽ nhận những cái tin vui.